Dạ, chúng tôi đang có mặt tại nhà của chị Lu Nga, mẹ của anh Bằng Kiều. Vừa rồi là những lời chúc Tết của chị Lu Nga, chị Yến Túc Quỳnh. Bây giờ tới anh Duy Thanh có vài lời chúc đến Thắng nè. Ngoài trời đang mưa nè, đó. Khoan đã, giờ bây giờ mình còn 4 tiếng rưỡi là tới giờ giao thừa nha. Hy vọng là Thắng sẽ nghe được những lời chúc Thắng giờ phút này. Nói đi Thắng. Nói Thanh. Thắng năm mới thì chúc Thắng may mắn hơn. Mấy cái gì mà đang xui xẻo thì sẽ qua ngay. Rồi muốn gì được đấy. Rồi mấy cái trở ngại nào sẽ vượt qua hết. Chúc Thắng và gia đình đón một cái xuân tại sự như ý, sức khỏe dồi dào. Muốn gì được đấy. Vậy nhé. Ok, cảm ơn anh đẹp trai.